Chiều nay ngày 19 tháng 6, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023 và trao giải thưởng Báo chí Lào Cai năm 2023. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai cùng đông đảo lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn. Phát biểu chúc mừng động viên lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Xuân Cường đánh giá cao những thành tích nổi bật các cơ quan báo chí đạt được trong thời gian qua. Các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện cơ quan báo chí trung ương đã và đang có sự đổi mới mạnh mẽ, phát huy tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, diễn đàn của nhân dân các dân tộc. Báo chí Lào Cai ngày càng thể hiện rõ vai trò trong định hướng thông tin tới công chúng, cùng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Tỉnh luôn mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, quan tâm công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí truyền thông để thông tin được lan tỏa sâu rộng. Về phía tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường cung cấp thông tin, đẩy mạnh công khai minh bạch và cởi mở về thông tin, đối thoại nhiều hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho báo chí, phóng viên tác nghiệp, tiếp tục giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời những vấn đề báo nêu, cung cấp thông tin nhanh nhất cho báo chí với mục tiêu cùng báo chí đồng thuận, sáng tạo, hành động và phát triển. Trao đổi tại buổi gặp mặt, các nhà báo đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tác nghiệp tại địa phương, cảm ơn sự quan tâm của tỉnh đối với những người làm báo, đồng thời đề xuất kiến nghị một số giải pháp để công tác tuyên truyền, truyền thông đạt hiệu quả cao hơn. Phát biểu chia sẻ với lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, giúp tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá các sự kiện chính trị, kinh tế và văn hóa du lịch lớn của tỉnh. Nhân dịp này, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc năm 2023 đã vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ban tổ chức đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh trao giải cho 48 tác phẩm xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng báo chí tỉnh Lào Cai năm 2023.